Đến dự lễ khai giảng hôm nay, trường Chu Quyền hân hạnh được đón tiếp ông Nguyễn Chí Thành, quận ủy viên, trưởng phòng tài nguyên môi trường quận 3. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, bí thư đảng ủy phường 13. Ông Đỗ Văn Tùng, xin lỗi, ông Hồ Văn Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường 13. Bà Nguyễn Hồng Loan, hội liên hiệp phụ nữ phường 13. Đến giờ buổi lễ